chào các bạn ngày hôm nay thứ Sáu ngày 8 tháng 5 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Virus Corona cứu lỗi sự suy đồi của Đảng Cộng sản Việt Nam. Có nhận định cho rằng chưa bao giờ có cuộc chiến chống dịch như chống giặc. Đảng Cộng sản lại lấy được lòng tin của người dân như thế kể từ khi Việt Nam bước qua cuộc chiến tranh khôi phục hòa bình. Nhà báo và chuyên gia về chính trị Đông Nam Á David Hood đã bình luận như sau. Trong khủng hoảng vừa qua do đại dịch virus corona, Đảng Cộng sản Việt Nam đã hành động, có trách nhiệm và đặt người dân là mối quan tâm hàng đầu. Đây là hình ảnh Thủ tướng của Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp và thị sát qua hệ thống trực tuyến về công tác phòng chống dịch COVID-19 tại 5 thành phố trực thuộc Trung ương vào ngày 29 tháng 3. Ông David Hood phân tích tiếp như sau, phản ứng của chính phủ Việt Nam với đại dịch COVID-19 gần giống như những cái mà chính trị thực hiện nên làm. Chính phủ và đảng cầm quyền cũng như các đại biểu nhân dân cần làm mọi điều có thể để đảm bảo vệ công dân của mình. Và người dân với một chính phủ được tin tưởng có thể cảm thấy họ đang được bảo vệ. Việt Nam đã chưa từng làm được điều đó. So sánh việc cuộc chiến chống COVID-19 của chính phủ Việt Nam với cuộc chiến mà Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo chống Pháp và Mỹ trong thế kỷ thứ 20. Mai Trương, một nghiên cứu sinh tại Mỹ, trong một bài viết mới đây trên The Diplomat cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam một lần nữa lại dựa vào chiến lược tổng động viên, huy động toàn xã hội bao gồm lực lượng quân đội, an ninh, chính quyền, các cấp và mọi cá nhân để chống dịch. Tác giả Mai Trương viết trên tạp chí The Diplomat rằng ở nhiều nơi, công an và tổ trưởng tổ dân phố đến từng nhà để kiểm tra có ai về từ nước ngoài hay không. Hàng xóm cũng để mắt tới nhau để xem có ai có triệu chứng gì hay mới đi nước ngoài về là báo ngay cho chính quyền để đưa đi cách ly. Trang web của tờ báo Pháp Le Monde vào ngày 20 tháng 4 năm 2020, trong bài viết Cuộc tổng tiến công mùa xuân thành công của Việt Nam chống lại COVID-19, nhận định có một ngoại lệ Việt Nam trong cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu này. Ngoại lệ này không có gì là bí mật, đó là kết quả của một chính sách hiệu quả, tức là nhận diện và theo dõi những người và những nhóm bị lây nhiễm hoặc có nguy cơ bị lây nhiễm. Ông James, cựu đại sứ Pháp tại Việt Nam, bệnh nhân thứ 148 nhiễm COVID-19, được công bố khỏi bệnh. Đây là hình ảnh ông James, cựu đại sứ Pháp tại Việt Nam, bệnh nhân số 148, nhiễm COVID-19, được công bố khỏi bệnh. Chiến lược này dựa trên hệ thống kiểm soát dân cư, một trong số những dấu ấn của chế độ toàn trị đang lãnh đạo cả nước kể từ khi đoàn quân Cộng sản giải phóng Sài Gòn vào năm 1975, theo như họ nói. Một người Pháp quốc Việt mới từ Paris về thành phố Hồ Chí Minh cách đây không lâu cho biết, khi xét nghiệm thấy tôi bị dương tính với virus corona, lập tức tôi được yêu cầu trả lời một bảng câu hỏi, trong đó phải ghi ra tên của tất cả những người mà tôi đã từng gặp gỡ, tiếp xúc. Toàn bộ hành khách và phi hành đoàn của chuyến bay mà tôi đi từ Pháp đều được xét nghiệm và cách ly. Người Việt kiều ẩn danh thường xuyên đi lại giữa Paris và Việt Nam đã thổ lộ tiếp như sau. Tại Việt Nam, công an không ngần ngại đánh thức bạn vào lúc 1 giờ sáng để báo cho biết một trong những người mà bạn có quan hệ đã bị dương tính với virus. Đó là một hệ thống can thiệp sâu nhưng đa số người dân đều tuân theo. Việc giám sát phong tỏa cũng rất nghiêm ngặt. Những ai vi phạm, quy định bị trừng phạt nghiêm khắc. Gần đây một công dân không đeo khẩu trang và còn đánh lại cán bộ của chốt kiểm soát phòng chống dịch đã bị lĩnh 9 tháng tù. Một cựu đại sứ Pháp tại Việt Nam, ông James, vừa nằm viện ở Hà Nội do bị dương tính với virus, trong một bài viết đăng trên trang mạng của tạp chí Cause cho biết chiến lược chống dịch của Việt Nam là đơn giản, có phần xâm phạm cuộc sống riêng tư. Sự trộn lẫn giữa triết lý nho giáo với độc đoán chính trị dường như trong thời biểu này đã mang lại một số kết quả tốt về chống dịch. Việt Nam là một trong ba nước ở Đông Nam Á cùng Lào và Campuchia không có trường hợp tử vong nào do virus đến từ Vũ Hán, theo như thống kê của nhà nước Việt Nam. Nếu sự khả tín của số liệu Lào và Campuchia còn phải xem lại thì chế độ Việt Nam bình thường muốn tiết kiệm thông tin lần này tỏ ra minh bạch. Tác giả Mai Trương cũng xác nhận một sự thành công khác của Đảng Cộng sản Việt Nam trong đại dịch COVID-19, đó là sự thành công trên khía cạnh truyền thông. Đây là hình ảnh các chiến sĩ biên phòng, bác sĩ quân y đã trở thành những người lính trên tuyến đầu, sẵn sàng đối mặt với những rủi ro của dịch COVID-19 với những bữa ăn đạm bạc và những gói mì tôm. Những hình kiểu như thế này được lan truyền mạnh mẽ ở Việt Nam trong thời điểm đại dịch. Tác giả viết tiếp, trên mặt trận truyền thông, báo chí nhà nước ngầm đặt cạnh nhau, các con số người nhiễm tăng không kiểm soát ở các nước khác, đặc biệt là ở châu Âu và Mỹ, trong khi tình hình ở Việt Nam thì kiểm soát được. Truyền thông Việt Nam cũng gây cảm giác rằng thậm chí cả người Việt Nam ở hải ngoại cũng chạy về nước để tránh dịch và để được điều trị.
các bài báo với các tít khơi gợi cảm xúc như cuối cùng tôi đã sống sót và cảm ơn đất nước tôi đã cứu sống tôi được chia sẻ rộng rãi trên các báo chính thống và mạng xã hội. Chiến dịch này đã làm khơi gợi tình cảm dân tộc và sự gắn bó với Đảng Cộng sản và đất nước. Trên mạng xã hội tràn ngập các khẩu hiệu tự hào Việt Nam, hoặc là tôi thật tự hào vì sống ở Việt Nam, hoặc tôi tự hào về chính phủ Việt Nam. Bất cứ ai chỉ trích điều kiện trong các khu cách ly tập trung hay chính sách của Đảng sẽ đối mặt với nguy cơ làm bùng nổ sự giận dữ trong cộng đồng mạng và bị gán cho nhãn xính Tây hay không yêu nước. Chẳng hạn, một video cho thấy cảnh một phụ nữ Việt Nam sống tại Ba Lan đang cãi nhau với cảnh sát ở sân bay Nội Bài đã ghi nhận được hơn 500 bình luận. Nhiều bình luận đòi người này phải biết ơn đất nước đã sẵn lòng đón bà ấy trở về trong khi châu Âu bỏ rơi bà. Và để phản hồi lại vài du học sinh phàn nàn về điều kiện nơi ở cách ly, một giáo viên cấp 2 đã làm một bài thơ hỏi những người than vãn rằng các bạn đã đóng góp được gì cho đất nước hay chưa? Bài thơ này sau đó đã được chia sẻ mạnh trên mạng xã hội với hình ảnh Thủ tướng và khẩu hiệu Việt Nam không bỏ lại ai phía sau. Lực lượng vũ trang của Việt Nam cũng là thành phần được hưởng lợi từ virus corona. Nghiên cứu Mai Trương đã nhận định như sau, dịch Covid-19 cũng mang lại cho quân đội cơ hội cải thiện hình ảnh. Truyền thông nhà nước và mạng xã hội đầy hình ảnh cảnh sát và bộ đội đang làm nhiệm vụ. Người dùng mạng bắt đầu gọi họ là lính Cụ Hồ. Có lẽ nhiều người đã quên rằng chỉ mới một tháng trước đó, cũng chính những lính Cụ Hồ này có thể đã được triển khai để vào làng Đồng Tâm trong một vụ tranh chấp đất đai ở ngoại thành Hà Nội và giết chết một cụ già với nhiều chục năm tuổi đảng. Trên mặt trận đối ngoại, Đảng Cộng sản Việt Nam có phần khiến người Việt hồ hởi vì đây đã chơi xỏ được Trung Quốc, trong khi Trung Quốc thời gian vừa qua đã lợi dụng đại dịch Covid-19 để thúc đẩy những hành vi phi pháp ở Biển Đông, xâm phạm nguyên trọng quyền lợi của Việt Nam. Đây là hình ảnh Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Tô Anh Dũng trao tặng khẩu trang chống dịch virus corona cho Đại sứ Ý tại Việt Nam, ông Antonio tại Hà Nội đã tiếp nhận vào ngày 7 tháng 4 năm 2020. Hà Nội đã tế nhị chơi xỏ Trung Quốc, người láng giềng có quan hệ ngày càng phức tạp. Trong lúc Bắc Kinh đang lao vào chiến dịch ngoại giao virus corona với việc xuất khẩu vật liệu và thiết bị y tế, trong đó có nhiều sản phẩm kém chất lượng bị các quốc gia trên thế giới lên tiếng, thì Việt Nam cũng tỏ ra nhỏ mà có võ khi vừa tặng nửa triệu khẩu trang cho Pháp, Đức, Tây Ban Nha và Anh. Vào ngày 6 tháng 4, báo chí đã làm đậm cuộc chiến được này khi đăng hình ảnh một nhóm đại sứ các nước châu Âu nhận các hộp khẩu trang từ Bộ Ngoại giao Việt Nam. Hà Nội cũng không quên các nước láng giềng nhỏ bé của Đông Dương, cũ ngay bên cạnh là Campuchia và Lào, nơi mà ảnh hưởng của Việt Nam trong thời gian gần đây đã bị xói mòn bởi Trung Quốc. Gần 800.000 khẩu trang đã được chuyển giao cho Phnom Penh và Viên Chăn. Về mặt địa chính trị, quan hệ chiến lược ngày càng được củng cố với Hoa Kỳ. Washington vừa mua 450.000 bộ quần áo bảo hộ của DuPont Hamad được Việt Nam huy động công nhân sản xuất khẩn cấp để giúp chống dịch. Nhờ vậy, Tổng thống Donald Trump đã ngỏ lời cảm ơn các bạn bè Việt Nam về thương vụ này. Trong một diễn biến khác, trung tuần tháng 4, công ty an ninh mạng Mỹ FIWE đã tiết lộ là từ tháng 1 đến tháng 4, một nhóm tin tặc Việt Nam có liên hệ với chính phủ Hà Nội đã toan xâm nhập vào các hộp thư điện tử, email cá nhân trong công vụ của các lãnh đạo Bộ Tình trạng Khẩn cấp của Trung Quốc và các lãnh đạo chính quyền thành phố Vũ Hán. Nơi đây cũng là xuất phát khởi điểm của Covid-19. Theo FIWE, mục tiêu của cuộc tấn công lần này cũng giống như của các nhóm tin tặc khác có sự hỗ trợ của nhà nước, đó là thu thập các thông tin về virus corona chủng mới gây bệnh viêm phổi cấp tính, để dựa vào đó đề ra kế hoạch phòng chống. Tuy nhiên, FIWE không rõ vì sao Việt Nam vẫn làm như vậy trong khi đã thành công trong việc khống chế dịch Covid-19 nhờ các biện pháp cách ly và định vị rất chặt chẽ. Điều này cho thấy Việt Nam đã có những toan tính riêng với người bạn 4 tốt 16 chữ vàng, và có thể nói đại dịch viêm phổi Vũ Hán đã mang lại cho Đảng Cộng sản Việt Nam cơ hội duy nhất để củng cố tính chính danh trong bối cảnh đang bị chỉ trích nặng nề vì cách họ xử lý các vấn đề của đất nước từ cuối năm 2019, đầu năm 2020. Đây là hình ảnh biểu tình phản đối Formosa đã nổ ra ở Việt Nam vào năm 2016 và sau đó đã bị nhà cầm quyền đàn áp dữ dội. Tác giả Mai Trương đã chỉ ra những sự kiện khiến người dân đánh mất hoàn toàn niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trên mặt trận xã hội, Đảng Cộng sản Việt Nam bị chỉ trích vì phản ứng chậm trễ với các vấn đề ô nhiễm ở thủ đô Hà Nội, bao gồm ô nhiễm nguồn nước máy ở khu vực đông nam thành phố và sự cố nổ nhà máy bóng đèn rạng đông ở quận Thanh Xuân và đã làm thất thoát ra rất nhiều khí chất độc. Tiếp đó là vụ đụng độ chết người giữa chính quyền và người dân ở Đồng Tâm, Hà Nội, kéo theo các chỉ trích nặng nề từ các lực lượng ủng hộ dân chủ đối với các chính sách đất đai của chính phủ và tham nhũng tràn lan ở địa phương.
bổ sung thêm vào danh sách các sự kiện khiến niềm tin trong dân chúng đối với Đảng Cộng sản Việt Nam lung lay. Nhà báo Hood đã đề cập đến nỗ lực che đậy vụ xả thải Formosa vào năm 2016 và một số vụ việc khác, dẫn đến biểu tình nổ ra ở nhiều tỉnh thành. Nhà báo Mỹ này nhắc lại rằng chính phủ Việt Nam từ lâu đã bị dân chúng cho là tham nhũng và không minh bạch, bị chỉ trích làm tay sai của Trung Quốc. Chính vì thế, Đảng Cộng sản Việt Nam trong nhiều năm qua đã mất đi tính chính danh với tư cách là tổ chức thống nhất tại Việt Nam nhiều thập kỷ chiến tranh và chia ly, là tổ chức duy nhất của chủ nghĩa dân tộc và đại diện cho người dân. Và với những chỉ trích liên tục này thì Đảng Cộng sản Việt Nam đã không còn độc quyền chiếm lĩnh tinh thần dân tộc nữa. Nhà báo Hút hoài nghi liệu tin mà Đảng Cộng sản Việt Nam vừa mới chật vật lấy lại từ người dân có còn kéo dài sau đại dịch kết thúc này hay không, và niềm tin đó được giữ bao lâu. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp tiểu ban nhân sự đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam, được ghi nhận vào ngày 19 tháng 3 năm 2020. Nhà báo Hút tiếp tục nhận định như sau: nếu Đảng Cộng sản Việt Nam có thể duy trì một mức độ xét nghiệm virus và các kết quả chống COVID-19 như hiện nay, nó sẽ là một trong những thành tựu tốt nhất hơn bất kỳ nước nào ở châu Á. Có vẻ Việt Nam sẽ hồi phục nhanh hơn hầu hết các nền kinh tế Đông Nam Á khác. Thì tôi nghĩ rằng danh tiếng của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ lớn nhanh và mạnh trên khắp cả nước. Tuy nhiên, nhà báo cũng cảnh cáo như sau: tôi sẽ nói rằng, như đã thể hiện trong dịch này, Đảng Cộng sản Việt Nam phải tuân thủ chính sách minh bạch, cởi mở và quản trị công bằng, vốn không phải là cái đặc trưng của đảng này, và đừng có lại quay lại ngược lại cách cai trị độc tài và không minh bạch. Băn khoăn của nhà báo David Hood dựa trên thực tế là dù mới giành lại được niềm tin từ người dân, đội ngũ lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay, đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, vẫn mang một hệ tư tưởng già nua từ giới tinh hoa cũ của Hà Nội. Nhà báo kết luận như sau: nhưng để xem niềm tin mới giành lại được có kéo dài được hay không, phải chờ đến Đại hội Đảng toàn quốc vào tháng Giêng năm tới, xem đội ngũ lãnh đạo đảng mới là ai. Trên một khía cạnh nào đó, đại dịch viêm phổi Vũ Hán là một cơ hội hiếm có đã giúp Đảng Cộng sản Việt Nam giành lại một chút ít ỏi niềm tin của người dân. Nhưng những vụ việc đang xảy ra gần đây như dựng tượng vua làm biểu tượng công lý tại tòa án tối cao, nâng giá mua máy xét nghiệm COVID-19 để tham nhũng, thao túng việc xuất khẩu gạo, thì liệu chút niềm tin mong manh mà Đảng cố gây dựng trong cuộc chiến chống COVID-19 mấy tháng qua liệu có còn tồn tại được chút gì hay không? Hay cuối cùng thì vẫn dẫn đến sự sụp đổ nhanh chóng của một thể chế độc tài lạc hậu cuối cùng trên trái đất này? Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ 6, ngày 8 tháng 5 năm 2020 với bản tin Virus Corona cứu rỗi sự suy đồi của Đảng Cộng sản Việt Nam. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.